làm gì? Ủa sao lại hú hồn vậy? Đợi xíu. Vụ án gì mà hú hồn? Lâu rồi không có trở về cái sạc lô cũ. Hôm nay thì trở về sạc lô cũ dọn rương, kiểu giống như lâu lâu về thăm nhà dọn rác vậy đấy. Khổ lắm. Để em xíu nha mọi người. Để em chỉnh cái like đây đàng hoàng. Ây da. Thôi xong, bây giờ có thể nói chuyện được rồi đó. Ê, cái chuyện Võ Lâm Minh Chủ thì nó cũng đã qua rồi. Ai vô địch ai như thế nào thì nó cũng đã xong rồi. Tâm ơn mọi người trong cái live này hôm nay á, là cái live mà gọi là ôn kỷ niệm cho mọi người sau 15 năm. Chứ đừng nhắc tới cái chuyện Võ Lâm Minh Chủ nữa nha. Tại vì em không có biết gì về cái Võ Lâm Minh Chủ đó. Mọi người hỏi em cũng như không à. Cơ bản là cái Võ Lâm Minh Chủ là mình không hề biết gì hết. Lộn tên rồi đó bạn à. Mọi người à, nếu mà có muốn ngồi mà ôn lại kỷ niệm giống như những mười mấy năm về trước á, thì mọi người like và share cái link này cho mình nha. Hôm nay là mình sẽ ngồi, mình sẽ cho các bạn chiêm ngưỡng lại những cái bộ đồ đã gọi là những bộ đồ đi theo cái quá trình lịch sử của Võ Lâm Truyền Kỳ. Nhưng mà nó gắn liền với những đợt thiên hạ đệ nhất ba. Thì mọi người cũng biết đó là trong năm nay là chúng ta chỉ còn duy nhất cái giải đấu mà chưa diễn ra và sắp tới sẽ diễn ra, đó là giải thiên hạ đệ nhất bang. Còn Võ Lâm Minh Chủ thì vừa xong rồi đúng không? Thì hôm nay chúng ta sẽ chiêm ngưỡng lại những bộ đồ đã từng xuất hiện trong những cái giải đấu thiên hạ đệ nhất bang. Bây giờ ông ngồi ông tiếc nuối. Ông tiếc nuối Võ Lâm Minh Chủ nói với tôi cũng vậy à. Tôi không biết gì hết. Giờ hỏi thiệt mọi người nha, trong những cái phiên bản đời đầu á, những cái phiên bản mà đồ bạch kim, hoàng kim hay là đồ xanh á, thì cái món nào mà được cho là đắt giá nhất vậy? Cái món của môn phái nào được cho là đắt giá nhất vậy mọi người? Bang Tam Quốc bên server Tung Sơn. À, cái vàng ạc này của mình hoàn toàn là không có trong bất kể một cái bang hội nào ở cái server Tung Sơn nha mọi người. Vì đây là cái vàng ạc chỉ là giữ đồ kỷ niệm thôi, đâm ra là mình không để cho nó vào bất kỳ bang hội nào hết. Thì nó không đánh đấm được gì, nó không hỗ trợ được cho bang hội. Con chữ trắng chừng 8 gấp nhiêu hả? Không biết, bí mật. Đồng cù hả? Đồng cù là món đắt giá nhất hả mọi người? Nhưng mà đồng cù gì mới được? Đồng cù với đao thiếu lâm hả? Vậy thôi mình like từ cái môn phái mà được coi là bắt đầu của Võ Lâm đi ha. Đó là cái môn phái thiếu lâm. Người ta nói nhất thiếu lâm thì nhì Võ Đan đúng không? Bắc có thiếu lâm, nam có Võ Đan. Thì hôm nay mình sẽ like từ con thiếu lâm, xong rồi mình sẽ qua Võ Đan ha. Cái bang từ từ tính. Ở trong cái vàng ạc mà nó đang đứng ở đây á, mọi người có biết cái ạc nào là đang là ạc thiếu lâm không? Mọi người có thấy ạc nào là ạc thiếu lâm không? Mình coi coi. Không một gì. Không một này quá hả? À, nó đây nè. Mình tắt nó ra khỏi đội cái đã.
trên cái màn hình live stream hiện tại là mình đang để ở cửa sổ game của cái account Thiếu Lâm. Account này không phải là một account VIP như những account mà đang đánh trong cái phiên bản siêu nhân, nhưng mà account này thì nó đang giữ những món đồ của Thiếu Lâm mà được coi là giống như là những cái món đồ huyền thoại của Thiếu Lâm. Thì trong đây nó sẽ có cả ngọc bội Thiếu Lâm nè, có bao tay Thiếu Lâm, nón Thiếu Lâm. Nói chung á, là những món mà chỉ xuất hiện có một lần tại giải đấu thiên hạ đệ nhất bang, và sau đó là nó đã mất tích luôn. Hên xui lắm thì mới có người giữ lại được những cái món này, còn ngoài ra là hầu như là nó đã thất truyền ở trên Võ Lâm Truyền Kỳ rồi, không còn ai có nữa. Tôi có cái bóng cái bạn đẹp nhất hả? Kệ ông. Con ngựa siêu quang hiện tại nó có hai dạng ngựa siêu quang, đó là ngựa siêu quang hoàng kim, là con ngựa dành cho cái phiên bản siêu nhân hiện tại, và một cái con ngựa siêu quang rất là bình thường, giống như cái con ngựa siêu quang mà mình đang mang ở đây nè. Ở đây mình cũng có cái account mang ngựa siêu quang nha. Ủa, ai che tôi rồi? À, cái lại đây, cái con siêu quang này thì trị giá của nó hiện tại á, nó chỉ có tầm 300-400 xu một con thôi, nó không có mắc đâu. À, ai muốn chiêm ngưỡng cái set vàng đồ này thì có thể lắp mặt cao nhỏ hay là cao lớn của mọi người tại server Tung Sơn. Mình hiện tại mình đang đứng ở Biện Kinh, đang ở Tương Dương Tây nha. Tại vì cái Tương Dương, cái chỗ mà mình vừa đứng mình like á, thì nhiều người đứng quá, nó ủy thác đông quá, mình lắp lên nó lắc, đâm đâu mình phải dời qua đây. Cơ bản là mình cũng không thích đứng chung với ai hết trơn đó. Đây là cao Thiếu Lâm, bây giờ mình sẽ soi đồ cái cao Thiếu Lâm này cho mọi người coi nha. Đừng ai chơi cùi nha, ạc cùi lắm, nhưng mà chỉ có để đồ cho đẹp thôi, đồ có thể cũng không có kích đâu, nhưng mà này thì kích đó, tại vì nó mang một cặp vô danh Jin, cặp vô danh mà chưa ép bao giờ á, để cho nó đẹp luôn á. Đây mọi người, hiện tại mình đang sport cái ngọc bội Thiếu Lâm, ngọc bội phục ma. Thì cái ngọc bội này là cái ngọc bội hình như là chỉ còn duy nhất ở trong cái phiên bản 15 năm của Võ Lâm Truyền Kỳ, là cái này là cái ngọc bội không có cái thứ hai nữa nha, nó chỉ có một cái duy nhất thôi. Đấy, mà không biết mọi người có biết cái lai lịch của cái ngọc bội này nó nằm đâu không? Ngày xưa cái ngọc bội này thuộc về ai, có ai biết không? Giữ rồi cũng xóa ạc. Ủa, tôi đâu có xóa ạc đâu, còn nguyên mà. Con siêu quang nó đẹp nhờ bốn cái bóng đèn ở dưới chân nó chứ gì. Lâu ngày không lắm. Thì theo đúng như cái hệ thống mà xưa giờ của VNG á, là sau 6 tháng nếu như các bạn không lock up thì hệ thống nó sẽ tự động xóa đi account của mọi người. Thì thôi thì cứ 1 tháng 2 tháng mình lock lên lần đi, đâu có mất mát gì đâu, lock xong out cũng được mà. À, cái ngọc bội của vô địch thần tăng hả? Đúng rồi, đây là cái ngọc bội huyền thoại luôn đó. Đây, và đây là cũng một cái món phải gọi là, cũng là gọi là hàng độc rồi đó, hàng độc, hàng độc luôn chứ không được gọi là hàng hiếm nữa. Tại vì hàng hiếm thì có thể là sẽ có cái món thứ hai, thứ ba, nhưng mà đây là hàng độc luôn, là vì là nó chỉ còn có một cái duy nhất độc nhất ở trong Võ Lâm Truyền Kỳ thôi. Thấy con này mặc đồ hơi lung tung đúng không? Vừa đồ của quyền mà vừa đồ của đao, rồi còn có đồ của bổng nữa. À, nói tôi bị hả? Kệ ông chứ, không bị kệ ông chứ, đâu liên quan gì tới tôi đâu. Đây, đây là một trong những hàng của thiên hạ đệ nhất bang. Phải chi mà bây giờ có một cái phiên bản nào đó mà trở về những cái năm mà 2008, 2009 rồi đó ha. Cái thời mà đồ, cái đồ mà trang phục, đồng phục á, nó chưa có ra đó.
cái thời mà bạch kim còn có giá đó. Nhìn cho nó đẹp lắm mà. Thăng Long đại đế giải nghề để lại cho vô địch thần tăng. Đấy. Đẹp ha. Rồi tiếp theo sẽ là cái đôi giày. Đúng rồi. Cái đôi giày này cũng là hàng thiên hạ đệ nhất bang và hiện tại cũng không có cái thứ hai luôn. Nó duy nhất có một chiếc một thôi đó. Đồ không có độ bền, đồ không bị lừa mấy anh em chút nào. Đồ mà không có độ bền á, với lại đồ mà không thể phá gì, không thể phá hủy với form, lát hồi tôi cho ông coi. Tôi có một món gọi là độc nhất vô nhị luôn, cũng không có cái thứ hai luôn. Mà cái này là tôi vô tình tôi có chứ không phải là mua hay là cái gì hết á. Tức là sau một lần mà update phiên bản mới á, là tự động trong mặt tôi nó có cái kiếm đó. Vốn dĩ là cái kiếm đó là tôi lụm, nhưng mà nó chỉ là cái kiếm trắng đó, nghĩa là nó buồn ngủ quá, tối rồi buồn ngủ quá, lóc lên lo lóc làm nhiệm vụ xong á thì auto nó lụm cái kiếm. Nhưng mà lúc đó là nó là một cái kiếm trắng hoàn toàn luôn. À, đâm ra là mà sau khi mà update, sáng hôm sau update lên, cái tự nhiên cái kiếm mình nó mắc cười lắm. Lát hồi tôi cho coi. Quay lại thời đó làm gì có tiền mà chơi. À đúng rồi, cái kiếm cấp 1 đó, đúng rồi đó. Cái kiếm huyền thoại của tôi á. Kiếm gắn liền với tôi luôn á. Ê tiếp hả? Bây giờ sẽ mình đã khoe ngọc bội. Ủa sao tôi giống như đi bốn góc vậy? Tôi đã lỡ bốn góc rồi, lên luôn ha. Đó là cái vũ khí. Cái chì này mà võ đan quyền ngày xưa là thôi mê chết đi được. Nhớ mà mấy người võ đan mà nó cầm chùy mà nó thả ở những cái cầu ở trong cái chiến trường mà giới kiều chiến á, ba cây cầu á, trời ơi thả nó đẹp gì đâu. Thôi rồi, bỏ cái dòng kháng băng đi, thế ấy bỏ cái dòng thể lực cũng được nữa, thế vào cái dòng là kỹ năng vốn có hai cấp nữa thì thôi. Má ơi, cái chì này ngày xưa tiền biết bao nhiêu. Coi cái nhẫn xanh hả, cái nhẫn xanh á, nhẫn cùi mọi người, không phải nhẫn tiếp, nhẫn lụm chơi á.
thích xem đồ xanh hơn đồ hoàng kim hả? Từ từ thì cái ạc nào nó cũng phải có đồ này đồ kia chứ. Đây đồ xanh, bạn muốn đồ xanh thì có đồ xanh. Ê có thơ luôn hả? Trời sao không có thơ. Ê là xu thế mà. Nhớ sao nổi, không có nhớ nổi đâu. Trời lắm lúc đó, tên tôi còn không nhớ nữa, sao tôi nhớ người ta được không? Tưởng cây chì 2 cấp chứ. Cây chì 2 cấp hả? Đợi xíu. Giờ dò thử mấy con này có con nào cầm chì không? Hình như không có cầm chì. Ủa tôi nhớ có cái chuyện 2 cấp mà ta. Thôi bây giờ mình qua con vỏ đen đi nha. Mình vừa soi xong vừa soi xong Thiếu Lâm rồi. Người ta nói là Bắc có Thiếu Lâm, Nam có vỏ đen. Nếu mà ai xem chuyện kiếm hiệp của Kim Dung á thì sẽ biết cái câu nói này. Hôm nay khi đã soi phía Bắc rồi, bây giờ mình sẽ xuống phía Nam. Ờ với chị nó xưa tiền không á. Ờ đúng rồi. Nhiều khi có tiền cũng không được nữa đó. Tiếp theo sẽ là con vỏ đen nha mọi người. Ngày xưa cái món đồ mà của vỏ đen mà mắc tiền nhất là món gì mọi người? Có ai biết ngày xưa món gì mà của vỏ đen mà mắc tiền nhất không? Ở trong cái vàng này không có con Thúy Yên nha mọi người. Thúy Yên á là mình có đồ Thúy Yên, có đao Thúy Yên đẹp luôn, nhưng mà nó nằm ở một cái hạt cao nhỏ. Trời ơi, đây nè, có coi chuyện có coi Ỷ Thiên Đồ Long Ký không? Có coi Ỷ Thiên Đồ Long Ký không? Cái đoạn mà Trương Du Kỵ mà đi đến chùa Thiếu Lâm á, mà có cái pho tượng Phật mà quay lưng ra, quay mặt vô trong á, tại vì ở phía trước ngực của tượng Phật á là bị khắc cái dòng chữ là tại vì tiêu diệt Thiếu Lâm xong tới vỏ đen đó. Có biết cái đó không? Trời ơi, chơi game Võ Lâm truyền kỳ mà không có nghiên cứu chuyện Kim Dung gì hết trơn vậy. Ngọc Bội Lan Nhạc hả? Ngọc Bội Lan Nhạc mắc nhất hả? Chắc chưa? Chắc là mắc nhất chưa? Phải nói Ngọc Bội Lan Nhạc là cái thứ mà đại trà nhất luôn á. Hiện tại trong gương nhỏ của mình là còn phải nắm 6 cái Ngọc Bội Lan Nhạc luôn á. Kiếm nội công, kiếm nội công hoàng kim hình như không có đâu. Cho nói lại lần nữa đó, món gì? Vỏ đen nha mọi người. Dây chuyền cặp phong không có mắc nhất nha. Dây chuyền cặp phong tôi còn cái chục sợi lắm đó. Đó là cái kiếm lăng nhạc đó. Kiếm lăng nhạc mới mắc à. Hiện tại thì kiếm lăng nhạc là mắc nhất. Hồi trước kiếm lăng nhạc là mắc nhất. Tại vì kiếm lăng nhạc lúc đó là có một cây một à. Có một cây một mà được ba cha con nhà cái gì Long Đỉnh Thiên hay gì á, đứng ở server Thiên Sơn á, đứng vàng, có cái bàn, có vợ đàn, có một con Nga Mi thì phải. Đấy là đứng khoe thôi đó. Kiếm lăng nhạc mới mát. Đây là cái kiếm thiên hạ đệ nhất bang đó. Đúng rồi, kiếm mới hiếm. Nhẫn xanh 2 cấp hả? Nhẫn xanh 2 cấp vàng này đâu có nhẫn xanh 2 cấp. Nhưng mà nói thiệt á, từ lúc mà cái kiếm này xuất hiện tới giờ á,
từ cho tới từ hồi lúc mà cái phiên bản đồ bạch kim của nó luôn á, mình vẫn chưa thấy ai cầm cái kiếm này đi đánh lợn luôn á. Thật tình là như vậy á, không biết là tại sao họ lại không cầm cái kiếm này đi, mà thấy toàn xài vũ khí kêu không mà. Võ Lâm hiện tại là cây này được gọi là cái cây đầu tiên. Cái cây thứ hai á, nằm trong rừng con chữ trắng á. Xài ngọc bội là như, nhưng mà mình chỉ hỏi là món nào của Võ đang mắc nhất mà, chứ đâu có nói là cái nào đầu tiên đâu. Nói chung là xét Võ Đan thì chị thấy có mỗi cái kiếm lăng nhẹt là nó đẹp thôi. Còn như dây chuyền cặp phong hay là đai cặp phong hay là ngọc bội lăng nhẹt thì nó đại trà quá, nhiều quá, năm nay không thấy nào nó hiếm. Cặp phong trong bộ kiếm, em nói nhắc nhắc cái kiếm cặp phong mới nhớ đầu ta. Đợi xíu thì kiếm nó coi. Kiếm cặp phong. Như trong này nó không có cái kiếm cặp phong. Có cái đào, đào thiên, đào. Đào nhà mình. Kiếm kích. Ủa kiếm cặp phong đâu ta? Đâu? À nào đâu nè, kiếm cặp phong đâu? À đây. Ông đừng có nói với tôi đây là cạc của ông nha. Ê đừng có nói với tôi đây là cạc của ông nha, ông đứng kế bên nha. Đây là cái kiếm cặp phong hoàng kim nha mọi người. Dù là nó không có được mắc ốp cho lắm nhưng mà cũng là một cái kiếm cặp phong. Nói chung là hàng hiếm, không ít ai có. Nhưng về chính bản thân mình cũng không có cái kiếm hoàng kim luôn á, là mình chỉ có cái kiếm bạch kim thôi đó. Ở vậy này có cái kiếm hoàng kim rồi mọi người. Về bạn hơn mình rồi đó. Cái dây chuyền đẹp quá nè, cái dây chuyền cặp phong hoàng kim đẹp quá trời nè. Trời ơi, cái loa 50 luôn, tất cả 24. Phòng thủ 24. Cái này đẹp nè. Mình coi bộ đồ ông này có đẹp không nha. Trời cũng đẹp quá trời luôn ha. Coi cái nhẫn cũng mắc rồi, làm chậm mắt nè. Chán cũng mắc nè, kháng độc mắc luôn. Ông này ông không chịu khó sưu tập đồ hoàng kim quá ha. Ê nhưng mà nói nghe nè, cái ngọc bội lăng nhạc xấu quá, đi đổi đi. Cái ngọc bội này không có đẹp. Kiếm cái nào 333 kháng độc 30 luôn đi. Cái này nó còn xấu quá à. Kiếm coi ai bán mua đi. Xấu quá, cái đó không đẹp. Cái đó không có đẹp gì hết trơn á. À cái khổng tước linh hả, cái khổng tước linh cái khổng tước linh Minos luôn kìa.
Trời ơi, cái phẩm đức linh của mình lớp luôn 283 nè. Đâu có được 43 đâu. Nó chỉ mắc được có mỗi cái dòng là sát thương ngoại công 60 điểm thôi, còn ngoài cái gì cái giọng vậy nó cũng min ớt hết trơn rồi. Kết nhốt cục Kim Nguyên Bảo hả? Kim Nguyên Bảo đầy. Kim Nguyên Bảo tôi còn mấy cục lận á. Kim Nguyên Bảo chứ phải là 4-5 cục gì trong rương á. Đòi đâu ra hả? Ôi, mình qua account khác đi. Cái này xong rồi. Nào xong cho nó, em nó ship ship vé đi vô. Bây giờ cho tới kỵ hệ đi. À, kỵ hệ của Võ Đan là năm độc với là đường môn đúng không? Bây giờ mình sẽ sô đồ của đường môn đi nha. Để coi con trong cái con đám này là con nào con đường môn. Rồi mình mới so cho các bạn coi một cái nỏ thiên quang hoàng kim min up. Bây giờ mình sẽ đi kiếm đồ mắc ớt của đường môn. À đây, bé này, bé này, bé này là đường môn nha. Ở trời ơi, nó, ê, nó coi like mà nó chửi mình kìa trời. Coi like và nó chửi mình kìa. Đường môn món nào ít có nhất? Đường môn món ít có nhất đó là cái áo băng hàng, cái đôi giày xăm hoàng, cái bao tay. Bán này, bán này của ai hả? Cái bản game này của ai hả? Bản này là bản lâu đời nhất đó. Sao mà nó chửi tôi kìa. Món nào, món nào mắc nhất của đường môn nỏ hả? Món mắc nhất của đường môn nỏ. Đường môn nỏ nó ra món gì ta? Cái nỏ thiên quang. Cái nhẫn thiên quang. Vậy chắc là mắc nhất là cái nhẫn đúng không? Chắc là cái nhẫn mắt nha, cái xăm hoàng. Không, trong con này thì đồ đường môn mắt không mà. Yên tâm. Nè không, nón nón bảy mà cũng mắt nữa nè. Ba ba luôn nè. Cái dây chuyền thiên quang. Đây đây, để coi bộ đồ trước rồi đã, đợi xíu. Đây, đây chắc là cái đồ đường môn mắc nhất nó nằm ở trên trên người hết rồi đó. Thôi, bao tay đường môn nỏ hả? Nè, bao tay nhưng mà đâu có bao tay bạch kim đâu, bao tay hoàng kim mà. Đấy, bao tay đường môn nỏ đó. Chính xác. Hàng kỷ niệm thôi. Hàng này là bây giờ chỉ để lắp vào ngắm thôi mọi người, chứ không có đánh đấm gì được cái trường hết đó. Đấy, bao tay thiên quang đó. Nón địa phách. Ủa, hai cái nón lần hả ta? Ủa, nguyên còn cái nữa nè. Ủa, sao giống nhau y chang vậy? Đây, đây 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 đây, món là món hiếm nè. Cái áo băng hàng. Áo phi đao á, áo này là bây giờ không còn cái thứ hai luôn đó. Áo này cũng là hàng độc đó. Con cái duy nhất đó. Bao tay cung lưng có chứ, nhưng mà ủa trong cái vàng này có con cung lưng không? Ủa tôi nhớ tôi có đồ cung lưng mà.
Mọi người ơi, bây giờ ở trên ban hội của mình á, họ kêu mình là về server để săn boss. Theo mọi người là mình nên livestream 8 tiếp hay là mình nên offline để đi săn boss mọi người? Mọi người cho mình xin cái ý kiến đi. Nó qua tận server cũ nó kiếm mình, nó kêu về săn boss kìa. Nó chửi quá. Vậy là tôi offline đúng không? Bữa sau coi tiếp đúng không? Bữa sau vô sàm tiếp hả? Hay sao? Giờ mọi người cho về săn boss, offline về săn boss hay là ngồi luôn? Tại vì hiện tại mình đang lóc mấy gạch cao rồi quá trời luôn. Có cái gì mà coi. Có khỉ gì mà coi. Lai xong bớt luôn là phải ốp bớt mấy cái này xuống, không thôi nó lắc lắm đâu chịu nổi đâu, đang lắp mười mấy ạ, lận á. Ba phái rồi mà, đang lai tới đường môn rồi. Ở sắp tới giờ bớt rồi đó mọi người, bớt 11 giờ kìa ha, để mình ốp bớt ạc xuống đi ha, rồi rồi. Lát họ quay lại. Không biết có chịu nổi không nha.